Sáng ngày 19 tháng 3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát. Trong phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm luận tội các bị cáo. Hai bị cáo bị xem xét hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ trong vụ án này là bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng 2, Cục 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cơ quan công tố cáo buộc để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và sai phạm của ngân hàng SCB, không để ngân hàng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Bà Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB, trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ và đưa tiền qua bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra. Trên cơ sở này, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB. Theo viện kiểm sát, hành vi bao che sai phạm cho bà Trương Mỹ Lan của Đỗ Thị Nhàn với thủ đoạn hết sức tinh vi đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 633 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử Cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. Ngoài tội đưa hối lộ, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn bị truy cứu tội tham ô tài sản và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cơ quan công tố, bà Trương Mỹ Lan đã phạm tội rất nhiều lần, tại tòa khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới. Chính vì vậy, cần loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Riêng với bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, theo Viện Kiểm sát, đã giúp sức cho vợ chiếm đoạt số tiền 9.116 tỷ đồng của SCB bằng việc lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Times Square để thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay. Tuy nhiên, Chu Lập Cơ được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Với bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, Viện kiểm sát xác định bị cáo là người có hành vi chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới làm sai báo cáo về tình hình tại ngân hàng SCB, từ đó qua mặt ngân hàng nhà nước, qua mặt chính phủ. Theo vị kiểm sát, quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB năm 2017, 2018 của đoàn thanh tra do cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chủ trì và ban hành kết luận liên quan đến nội dung kết quả thanh tra các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng đoàn và các thành viên tổ tổng hợp, thành viên tại các tổ thanh tra là những người biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng SCB, biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của ngân hàng SCB thông qua kết quả thanh tra. Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền lợi ích vật chất từ ngân hàng SCB nguyễn văn hưng chỉ đạo đỗ thị nhàn để nhàn chỉ đạo tổ tổng hợp và các thành viên trong đoàn cố tình che giấu bưng bít dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực không đầy đủ lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ mục đích không chuyển các sai phạm sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho ngân hàng scb tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại ngân hàng SCB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Với các bị cáo khác, tùy vào từng hành vi, mức độ giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ, viện kiểm sát cũng đề nghị mức án với mỗi cá nhân có hành vi phạm tội. Chiều nay, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục với phần luận tội và đưa ra đề nghị mức án cụ thể với từng bị cáo trong vụ án cũng như việc xử lý hậu quả của vụ án